Tháng 10 đã đến, đồng nghĩa với việc một mùa Halloween hấp dẫn là phủ sóng các rạp phim. Mở đầu cho mùa phim ma quái lần này sẽ là một tác phẩm zombie độc đáo mang tên Rạ Sát Sống, hay tựa gốc là The Clearing. Trailer mới nhất cũng đã ra mắt, qua đó hé lộ bi kịch mất con của nam chính ngay giữa đại dịch. Câu chuyện của Trại Sát Sống tập trung vào biến cố xảy ra với cặp cha con Tom và Mira có chuyến đi cắm trại cùng nhau để thắt chặt tình cảm sau nhiều lần cãi vã. Ăn vào đâu, sau khi ngủ dậy, Tom phát hiện con gái mất tích, đồng thời xung quanh còn có hàng loạt thây ma, khát máu và hung tợn. Đây sẽ là cuộc hành trình tìm con gian nan nhất màn ảnh khi nam chính phải sống sót từng giây dưới lòng địa ngục. Điều đáng nói nhất ở bộ phim thuộc thể loại zombie Trại Sát Sống lần này chính là lồng ghép câu chuyện sống sót đơn thân vô cùng tinh tế. Một mình Tom sống trong chiếc xe của mình với nguồn lương thực nước nôi cạn kiệt, sức lực không có, anh buộc phải tìm cách thoát khỏi bọn thay ma và tìm ra con gái trước khi quá muộn, đến mức Tom còn muốn tự tử vì quá tuyệt vọng khi bị cách ly khỏi nguồn sống. Liệu anh chàng có thành công vực dậy và cùng con gái thoát khỏi trường hợp nghiệt ngã? Trại Sát Sống chính thức công chiếu ngày 9 tháng 10 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like và subscribe cho K79 Movie Trailer nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.